Chào mọi người, hôm nay ngày 24 tháng 3 mình có một số cây hải châu giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là cây hải châu gành, mã số 1. Cây tông cao, cây cao 70. Giá giao lưu là 500 bao ship. Cây hải châu gành, dòng hải châu lá tròn, lá rất là đẹp. Hải châu gành là dòng cây có lá và quả rất là đẹp. Quả hải châu gành thì rất là dễ đậu và sai. Dòng này là dòng cây có quả sai nhất trong các dòng hải châu. Cây số 1, chiều cao 70, giá 500 bao ship. Kích thước thân thì tầm ngón tay của mình. Dòng hải châu gành có nước da nhìn rất là già. Cây hải châu tông cao, mã số 1, giá 500 bao ship. Tiếp theo là cây hải châu, mã số 2. Cây này có chiều cao là 65. Cây hai thân liền cốt. Cây số 2 có dòng lá cũng rất là đẹp. Giá giao lưu là 650 bao ship. Cây có dòng lá rất là đẹp. Lá xây đều 24 giờ. Và đặc biệt dòng hải châu gành lá dày, chỉ cần mọc dày mọi người dễ làm cây. Cây hải châu mã số 2, chiều cao 65, giá 650 bao ship. Cây hải châu mã số 3. Cây có chiều cao là 65. Cây 4 thân liền cốt. Dòng lá hải châu gành thì rất là dày. Cây số 3, giá giao lưu là 600 bao ship. Cây cụm rừng liền cốt. Hải châu gành là dòng cây có quả rất là đẹp, quả mọc sai. Và đặc biệt dòng cây này thì rất là dễ đậu quả. Dòng cây hải châu có nhiều ưu điểm. Cây hải châu mã số 3, chiều cao 65, giá 600 bao ship. Tiếp theo là cây hải châu mã số 4. Cây có chiều cao là 68, thân lắc lượng. Da cây của cây hải châu gành nhìn rất là già. Cây hải châu mã số 4, chiều cao 68, giá giao lưu là 600 bao ship. Kích thước thân thì lớn hơn ngón tay cái mình một tí. Cây hải châu mã số 4, chiều cao 68, giá 600 bao ship. Cây hải châu mã số 5, cái này có chiều cao là 45. Cây hai thân liền cốt. Cây có dòng lá sáng, xanh sáng. Lá hải châu gành rất là dày. Cây chiều cao 45, giá giao lưu là 500 bao ship. Cây hai thân liền cốt, chiều cao 45. Cây hải châu mã số 5, giá 500 bao ship. Và cây cuối cùng trong clip là cây hải châu mã số 6. Cây này là cây hải châu lá nhỏ sông cầu. Dòng hải châu lá nhỏ sông cầu thì có dòng lá cũng rất là đẹp. Cây cốt lùng lực. Cây có hoành thân là 25, chiều cao đến điểm chính là 17 xăng. Cây đã định hình một nước dây.
Giá dâu lưu là 380 bao ship. Cây số 6 là cây cuối cùng trong clip, mọi người chốt thì liên hệ 098 1950 182. Đây là số Zalo của mình.